đây là chiếc Pagani Huayra chúng mình đang xây dựng. Chiếc đèn này không quay chưa? Vô lăng này. Bảng đồng hồ. Nơi này thì 30 mét. Mày bị ngáo à? Để vào đây làm gì? Hơ vẩn. Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và đây là chiếc Pagani Huayra chúng mình đang xây dựng mọi người nhé. Và cái quá trình xây dựng chiếc xe này thì chúng mình đã đăng tải trong những clip trước đây. Và ngày hôm nay để tiếp tục quá trình hoàn thiện chiếc xe này, chúng mình sẽ tiến hành vào chế tạo một chi tiết cực kỳ là không thể thiếu cho chiếc xe. Đó chính là chi tiết kính chắn gió mọi người nhé. Và kính chắn gió này nó sẽ giúp cho chiếc xe của mình có thể là xịn sò và đẹp hơn mọi người nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Và phần kính chắn gió này nó rất là quan trọng mọi người nhé. Khi mà chúng mình ngồi trong khoang cabin thì chi tiết kính chắn gió này nó sẽ bảo vệ chúng mình khỏi những cái vật thể lạ không xác định bay từ bên ngoài vào khoang cabin. Mới 18 phần nha. Ok. 71 phần 5 nha. Ok nha. Mình sẽ sử dụng những thanh sắt này để làm khung kính nha. Chắn gió đấy mọi người. Khung kính chắn gió luôn. Đó, đập đây. Sau mình sẽ hàn, phủ lớp đất sét lên. Đây chính là hệ thống khung để chúng mình tạo phần kính chắn gió cho chiếc Pagani Huayra của chúng mình mọi người nhé. Đấy, đây là dàn giáo này. Ok chưa? Tốn khá nhiều sắt đấy các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn ạ, và ở phía trong này thì chúng mình đã sử dụng những thanh sắt to như thế này để làm trụ đỡ cho phần mặt kính này nhá mọi người nhá. Cho phần mặt khung kính này để có thể là đắp đất sét lên và tạo phần bề mặt kính, tạo form kính để sau đó mình sẽ chế tạo khuôn kính mọi người nhá. Đây chính là khung cho chi tiết kính chắn gió mọi người nhá. Bây giờ tiếp theo công việc chúng mình sẽ phủ một cái lớp mách lên đây, sau đó là phủ đất sét để tạo phần khuôn cho nó mọi người nhá. Không, chú cháu nghĩ là bây giờ mình phải cắt cái miếng mách này ra để cho nó phù hợp đó chứ ấn vào gì không hợp lý lắm. Không phải là được rồi. Không, vậy cắt ra cho nó vừa cái kính này đi. Vâng, đục ra đi. Bây giờ tiếp tục công việc nhá mọi người nhá. Khả năng cao. Cái này ngồi lên chắc không sao đâu nhỉ. Gãy vào đấy, toàn đấy. Bẹp thôi, bẹp 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 đấy. Đây mới chỉ là cái khung thôi mọi người nhá, khung thôi. Đấy, sau này sẽ phủ một cái lớp mách lên, sau đó là phủ đất sét để tạo hình cho phần kính chắn gió. Yes, được. Chắc chắn là như thế rồi. Cắt đi chú. Ơ, sao vậy? Dạ. Cắt luôn mà. Cắt luôn. Lạc à? Cắt luôn, lạc rồi. Cắt luôn lên lấy màu cắt mắt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kéo đi, cắt đi. Quê thành bề. Cái này bọn mình phải phác thảo mới có kích thước chuẩn xác của nó mọi người nhá. Ok nhá, ok. Dạ, dạ. Ui, dạ. Vừa khít luôn nhá. Vừa khít luôn. Đẹp. Thế toán. Okay. Ê, này đi. Nào, ok đó. Các hủ tiêu cắt này bắt để lại một gõ em. Vâng. Ý, đây các bạn ạ, đây là miếng mách nhá. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cần phải buộc cái miếng mách này vào cái phần khung sắt bên dưới này mọi người nhá, để có thể cứng cáp hơn. Sau đó là xem phủ đất sét lên đây. Cái này vẫn, nếu mà không buộc ấy thì nó sẽ bị lỏng lẻo rồi, vậy nó sẽ tuột ra ngoài mọi người nhá. Chú Lợi và Mr. Nùng đang thì thao tác buộc dây. Ui, ok chưa? Đấy. Đấy. Ui. 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 Dạ. Pháp nhau quá. Dạ. À, xịn
quá nhỉ. Ôi, tay đâu rồi? Em mua con ngoài à? Ngoài. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiến hành phủ giết vào cái phần khuôn kính này nhá. Ok ok. Ok ok. Yes sir, yes sir. Chưa nhé. Các bạn ơi, mình sẽ phủ hết kín hết phần đất sét này nhá. Sau đó mình cào đi cho nó lấy form, xong rồi mình sẽ lên nhựa anh em ạ. Nhiều ngang. Còn đây bao nhiêu? Mùi hề xịn đấy. Các bạn ơi, và đây chính là kính chắn gió cho chiếc Pagani Huayra. Nhưng mà hiện tại nó mới chỉ là phần form định hình thôi. Và bây giờ tiếp theo công việc thì mình sẽ cần phải phủ một cái lớp sơn lên đây. Sau đó dán keo composite cùng với sợi thủy tinh lên bề mặt này, để có thể có một cái form kính gửi đi nhà máy để họ tạo cái phần kính chắn gió cho mình, để mình lắp đặt vào đây mọi người nhá. Hiện tại thì kính chắn gió này nó bằng đất sét, nên là chúng ta ngồi vào bên trong thì sẽ chưa thể nào nhìn thấy mặt đường, và sẽ cần phải tạo phần kính chắn gió bằng thủy tinh. Ok nhá.
vừa rồi đấy, đó là cái quá trình bọn mình test tính khí đông học khi mà có hệ thống kính chắn gió của chiếc xe này vào. Nhưng mà hiện tại đấy, đây mới chỉ là phần kính chắn gió bằng đất sét thôi mọi người nhé. Bây giờ tiếp theo công việc chúng mình sẽ cần phải phủ một lớp nhựa lên đây, sau đó là gửi đi nhà máy để họ tạo phần kính cho mọi người nhé. Mọi người thấy ok không? Khá là ok đấy mọi người ạ. Không biết là cái khi mình làm xong cái khuôn này mình chuyển đi, người ta có làm y như cái khuôn mình đúc cho không biết nhỉ? Yeah. Cháu nghĩ là sẽ giống đấy chú ạ, bởi vì mình tạo form rồi mà. Bởi ngày trước mình cũng tạo form là người ta làm cho mình đi xì luôn đi, đúng không? Đúng rồi, đấy. Nếu mà như con Ferrari với lại con Bugatti thì là hai con đấy thì về khuôn kính như nhau. À vâng. Mình mang lên thì lên người ta làm cho đầy đủ luôn. Đúng rồi. Còn vừa rồi chúng mình đã thử test cái tính khí đông học của chiếc xe rồi. Nói chung là chiếc xe của mình sẽ không hoạt động quá nhanh trong cái giải tốc độ gọi là 500 đến 1000 cây. Với lại cái phần kính này ấy, thì mình khi mình làm mình có ngắm cả cái đường ngang này. Đó, đường hình ngang này. Xem nó có độ vòng cua theo cái vòng form của cái phần trên lưng này luôn. Vâng. Đấy, để cho có độ vòng cua này nó không bị vấp vào đoạn nào cả. Thì đến khi xong ấy thì chắc chắn là bọn mình sẽ phải xử lý cả cái phần nắp này nữa để làm sao được cho cái độ mềm mại nhất có thể. Ừ. Đấy. Nếu nó không như thế này nó vẫn còn kiểu hơi bị có chút gì đấy. Ok, bây giờ tiếp theo công việc là chúng mình sẽ bắt đầu xử lý và phủ một lớp nhựa lên đây mọi người nhá. Yeah, đây là rồi. Đi. Sau đó là sẽ bóc tách ra và xử lý qua một chút những cái chi tiết góc cạnh kia. Và công việc tiếp theo đó chính là di chuyển tấm khuôn này đi cho nhà máy và họ sẽ chế tạo phần kính cho mình. Kính chắn gió. Ok mọi người nhá. Thầy kia gì chú? Dán thêm lớp nữa lên mới được. À đúng rồi. Bây giờ là phải dán thêm một vài lớp nữa. Chú lợi vừa bảo là phải dán thêm 1-2-3 lớp nữa vào thì nó mới cứng cáp được. Nhưng mà cháu nghĩ là cái này mình nên dán thêm một lớp sợi chịu lực nữa chú ạ. Hết rồi. Vậy vay tiền vay ngân hàng luôn ý, vay ngân hàng dán luôn sợi mới ý. Không mà cháu nghĩ là nếu mà mình dán ngay sợi này thì nó khá là yếu chứ. Nhưng mà mình dán giấy được mà. Dán giấy? Dán giấy thì nặng. Giấy nặng thì tiền gửi ship nó mới lắm tiền ý. Dạ, chán đời vậy. Tôi nghĩ là nếu mà mình thì thêm một lớp sợi chịu lực ấy chú ạ. Một lớp sợi chịu lực ấy thì là sẽ ok hơn. Để là cháu đi vay người ta nhé. Không được quá, cái này không được đâu. Không, cái này không sao, cái này không sao đâu. Vì là nó mình là để là khuôn thôi, cho nên là phải thoải mái mà. Đúng không ạ?
Ok nhá, bây giờ sẽ đợi khô, sau đó lát nữa sẽ phủ tiếp lớp nữa. Bây giờ chúng mình sẽ phải bận một chút công việc nữa, đi ăn cưới đây mọi người ạ. Bye bye mọi người nhá. Tiếp tục, lát nữa tiếp tục xem mọi người. Lên không chú? Ôi lên cả cung kìa. Lên cả cung rồi mọi người ạ. Lên cả toàn bộ phần khuôn luôn. Đấy, bao gồm cả đất sét và phần khung sắt này. Khá là nặng. À, bây giờ thì chúng mình sẽ còn phải di chuyển ra và tách phần đất sét ra ngoài mọi người nhé. Ok. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ tách cái phần đất sét này ra ngoài mọi người nhé. Mách đây phần kính khuôn. Đấy, và sau khi đã chế tạo xong phần khuôn kính chắn gió phía trước, bây giờ tiếp theo công việc chúng mình sẽ tạo phần kính ở bên cánh cửa mọi người nhé. Các bạn ơi, và đây chính là khuôn kính cho chi tiết cánh cửa mọi người nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cần phải xử lý cái bề mặt đất sét này cho được phẳng, sau đó là phủ một cái lớp nhựa lên để lấy phần khuôn nhựa mọi người nhé. Tiếp tục nào.
bạn ạ. Và bây giờ tiếp theo công việc là chúng mình sẽ di chuyển hệ thống khuôn kính này lên nhà máy để họ có thể là tạo phần khuôn kính cho chúng mình mọi người nhá. Bây giờ thì bắt đầu nào. Đấy, lên đi cho anh ấy. Rồi, ok các bạn nhé. Bây giờ bọn mình sẽ vận chuyển kính này lên trên kia như nhà máy. Đấy nhanh đây. Đấy, ok. Rồi, bây giờ sẽ đợi một chắc là tầm 2 tuần ấy thì sẽ có mặt kính này về mọi người nhé. Thấy chưa? Ui, ok các bạn ơi. Và sau khoảng hơn 2 tuần thì là nhà máy họ đã gửi cái khuôn về cho mình đây. Ôi, rất là vất vả. Hiện tại là mình đã gửi cái khuôn về rồi và phần kính chắn gió hiện tại cũng đã về luôn. Bây giờ thì chúng mình sẽ ướm thử cái phần kính chắn gió kia. Đấy, đấy, kính này đây là phần kính xịn thì mọi người này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng ướm lên và kiểm tra xem cái kích thước xem nó có phù hợp với chiếc xe của mình không nhá. Ok chú. Lắp cái kia trước, giữa đầu lắp cái này vào nó vừa đi. Cái này vừa. Đấy, đấy. Vừa. Đấy. Vừa khít luôn. Đấy, vừa khít luôn. Bây giờ thì là chúng ta sẽ lắp cái phần kính chắn gió này vào. Cái này là kính này kính xịn luôn mọi người nhá. Có giá trị là khoảng tầm 9.000 đô. Tháo rồi đó. Tháo rồi. Ok. Trói lên chưa? Đấy. Đây là phần kính chắn gió của chúng mình nhá mọi người nhá. Đấy. Sau này khi chiếc xe hoàn thiện thì là cái phần kính này sẽ là phần kính xịn. Và chúng mình đã đặt hai cái phần kính này để có thể là có một cái tấm kính sơ cua. Tránh tình trạng là nếu mà tấm kính này bị vỡ thì chúng mình có thể là thay đổi được cái tấm kính này mọi người nhé. Và hiện tại thì cái phần kính cửa thì hiện tại vẫn chưa về. Sao chú? Ok đấy. Ok nhưng mà cho thấy như mấy chi tiết này chưa được. Xịn đấy. Phải được. À, phải điều chỉnh thôi. Còn gì này chưa được lắm đấy. Để mài xuống chút. Những cái vị trí như thế này thì chúng mình sẽ cần phải điều chỉnh lại sao cho nó phù hợp với cái tấm kính này. Cái này thì tháo ra chú ạ. Tháo ra để mình điều chỉnh lại cái chi tiết này. Nếu mà nó lắp vào đây thì mình phải để mình đo đạc lắm. Bữa lên được đấy không? Đấy, ok. Đấy, khi mà có tấm kính chắn gió này thì chúng mình khi mà vận chuyển khi mà di chuyển ngoài đường thì chúng mình sẽ tránh được những cái vật thể bay không xác định như UFO nó bay vào trong khoang cabin mọi người nhá. Ok không? Đấy. Ui, kính này màu xanh. Kính này màu xanh rồi. Nguyên ạ. Kính này màu xanh này, vai quay vào cho mọi người nhìn cùng. Màu xanh. Đấy, cảm giác kiểu màu xanh nhỉ. Vậy thì mình nghĩ là khi mà đi ngoài nắng ấy thì nó sẽ có thể là giảm được chút một cái kiểu giảm cái độ chói của ánh nắng đi. Ok đấy nhỉ. Ok. Ôi chú ơi, kính màu trắng à, kính này màu xanh nhỉ. Hay nhỉ? Hay là do tú óc? Đấy. Có một cái tấm trắng à? Màu xanh nó đẹp đấy nhỉ. Xanh này kiểu bảo vệ mắt tối ưu, đẹp. Nice. Ok, bây giờ thì cần điều chỉnh lại một chút chỗ này đó thì mới ok được mọi người ạ. Đấy, cái tấm kính này bây giờ thì chúng mình sẽ điều chỉnh các vị trí viền của nó để sao cho nó phù hợp và khớp với tấm kính này mọi người nhé. Ok. Nếu mà muốn làm cái form này là trước tiên phải làm lần gioăng lót dưới đã. Vậy để cho nó vào form đó. Đến lúc mình, ví dụ mình bây giờ mặt vậy mình mà mài đi bằng vậy thì đến lúc mình lắp gioăng vào đấy thì nó sẽ bị cộm kính lên. Đúng rồi, nó sẽ bị cộm kính ngay. Xong bắt đầu mình đi cái đoạn hở đấy để mình làm một cái gioăng đỡ lại. Ui, cháu tưởng là cái này sau này mình bắn keo chú. Đó là nhiều. Không, keo thì cũng keo nhưng mà có cái cao su bên dưới nó tốt hơn đấy. À, chống sốc hả? Chống sốc đấy. Chống sốc bởi vì xe của mình chạy nhìn hơn 1000 cây một giờ mà. Tốc độ tiếp khủng 1000 cây một giờ. Đi không. Mình thích mà cửa cho mọi người nhìn thế. Đây. Ok chưa mọi người? Wow. Chân rõ nhá. Ok lên chua, lên cả đi. Rồi. Đấy, đây phần kính chắn gió và bây giờ chúng mình sẽ cần phải điều chỉnh một chút cái chi tiết lại nữa. Đây chúng ta sẽ cùng vào trong khoang cabin. Đấy, khi mà ngồi lái là sẽ có nhìn được như thế này mọi người nhá. Đấy, ok chưa? Sẽ có thể tránh được những vật thể bay không xác định bắn từ ngoài kia bắn vào đây. Đấy. UFO của người hành tinh nhá mọi người nhá. UFO người hành tinh. À đây, các bạn ạ, thì với tấm kính này thì chúng mình sử dụng kính hai lớp mọi người nhé.
đấy, rất là dày, cái độ dày rất là cao và chịu lực rất là ok nhá, đảm bảo an toàn cho người vận hành chiếc xe đấy. Ok, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cùng xử lý lại qua cái viền tấm kính này mọi người nhá. Yeah. Thank you.
chiếc xe này không những có phần kính chắn gió ở phía trước mà ở trên đầu này cũng sẽ là phần kính mọi người nhá. Mình đang tạo phần ở đây rồi, nó như kiểu cửa sổ trời đấy mọi người ạ. Kính ở đây nè, ở đây nữa và đây nữa. Nói chung là chiếc xe này có rất là nhiều kính ở khu vực khoang cabin lái mọi người ạ. Ờ phải chưa? Và bây giờ ở đây chiếc Pagani Huayra của mình đã lắp đặt hoàn thiện cái phần kính chắn gió mọi người nhá. Nhưng mà đây hoàn thiện này chỉ là mình mới lắp tạm vào để mình cho các bạn xem thử cái kính chắn gió khi mà lắp đặt vào và bọn mình điều chỉnh các góc cạnh của nó như thế nào thôi. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng một cái động tác, một cái thao tác cực kỳ là ố dề, đó chính là chúng mình sẽ thử test xịt nước vào đây để kiểm tra cái độ kín khi lắp kính chắn gió vào khoang cabin nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Đấy, đèn pha đây, chúng mình sẽ test cả cái đèn pha này sau cho nó xem nó có chống nước không mọi người ạ. Nước kia, nước kia, ok. Yeah. Đấy. Bây giờ chúng ta xì thẳng vào kia. À, từ từ. Không, chưa. Bây giờ, được. Mà chú Lợi là vật thử nghiệm mọi người nhé. Chú ơi, chú. Đấy. Chú Lợi sẽ chui vào bên trong chiếc xe này và kiểm tra xem chú Lợi có bị ướt hay không. Nếu mà chú Lợi mà bị ướt thì là chiếc xe sẽ chưa được kín. Và nếu là chú Lợi không ướt thì đảm bảo với việc là chiếc xe khá là kín đáo. Ok. Xịt túi nhá. Chị thắng đi, chị thắng kính. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chui vào trong khoang cabin và test cùng chú Lợi luôn mọi người nhá. Rin. Không biết là liệu cái này người ăn khô về test xong mình có ướt hết người không? Ok, tuyệt vời mọi người ơi. Ui dồi, trời mưa to quá. Đấy. Trời mưa to quá. Ui, bắn nước hồi chưa? Phải bắn nước. Chà, chỗ này chưa có gió đấy. Chưa được này nhỉ. Chưa có gió. Ui kìa. Tất cả những chỗ nào chưa có gió nó sẽ bị tràn vào ngay. Nhưng mà nói chung là khi mà có cái kính chắn gió này vào thì mình cảm giác thấy là perfect hơn. Nếu mà khi mà không có kính chắn gió thì những vật thể lạ không xác định bên ngoài nó sẽ bắn vào trong khoang cabin thì chú cháu mình mà đi thì sẽ không lái được chú nhỉ. Đặc biệt là những cái con muỗi mình đi vào buổi tối. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà vậy thì ok đấy. Với tôi là hiện tại là xe của mình nó có cái sự cửa sổ trời như thế này mọi người ạ. Đấy. Thì cái cửa sổ trời này thì hiện tại nếu mà chú Nùng Tí mà xịt nước vào mặt mình thì là mình ướt đầu luôn nhưng mà Nùng Tí vẫn chưa xịt. Đấy, chú đầu lên chưa? Chú này chưa? Ôi. Ok chưa mọi người? Thì cái phần nóc của chiếc xe này thì chúng mình sẽ lắp thêm cái tấm kính lên trên này nhé mọi người nhé. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng tấm polycarbonate để mình phủ cái bề mặt này để tạo phần trần như kiểu là cửa sổ trời cho chiếc Pagani Huayra và phía sau luôn mọi người nhé. Đấy, xịt đây đúng kia. Ok. Gập đầu phát. Vỡ mồm rồi. Hay quá. Đấy là test thử những cái độ cầm chắc hay không ấy. Ok. Sau này mình sẽ lắp gioăng vào đây nhé mọi người nhá. Đây, vào cái đường này. Đấy, xịn xò luôn. Đó các bạn ạ, và đó là khoang cabin. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử cái hệ thống đèn này xem nó có chống nước không mọi người nhé. Xịt nước đúng kia. Úi giời. Đấy, như mọi người có thể thấy thì khi mà xịt nước thẳng ra ngoài không bị chập cháy, không hiện xa cả, hệ thống đèn vẫn còn hoạt động rất là ok. Thế nào, chập à. Xịt rồi.
Vỡ rồi. Mình nghĩ là mình sẽ cần phải sử dụng bóng led thay vì những cái bóng sợi đốt như thế này mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy này. Nguyên dung khí cho mọi người xem. Đấy. Đấy, nó bị vỡ rồi mọi người ạ. Thì cái bóng sợi đốt này hiện tại đã bị bung ra ngoài. Thì mình nghĩ là sau 1-2 hôm nữa mình sẽ kiếm cái bóng led mình thay vào đó để có thể cái hệ thống đèn này nó ổn định hơn. Đấy. Đó các bạn có thể thấy đó. Đấy, hệ thống kính chắn gió hoạt động khá là tốt. Những cái vị trí như thế này thì chúng mình chưa lắp gió nhé, cho nên là nước khá tràn vào trong khoang cabin lái mọi người. Đấy. Như này và trên nóc mình nữa. Ấy, ok chưa? Hả? Rất là perfect. À, có lẽ bây giờ thời lượng của clip cũng khá là dài rồi, cho nên là mình xin được tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Như nếu như các bạn có ý kiến nào thì hãy cho bọn mình biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại một comment bên dưới phần bình luận của video này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt. Ok nhỉ.